con phải chịu được bạn đời, rồi bạn đời cũng phải chịu được lại con. Như thế là làm khổ nhau, con không thể sống như thế được. Hai đứa tụi con, đứa nào ngoại tình? Dạ không có. Nếu không vì ngoại tình thì chắc chắn là vì tiền bạc. Nợ là bao nhiêu, ba mẹ không giàu có gì. Nhưng lần này ba nhất quyết không để chuyện xảy ra giống như chuyện gia đình của thằng Gia nữa. Không phải là chuyện tiền đâu ba. Vậy tại sao? Tại sao phải ly hôn? Bọn con khác biệt tính cách à? Đó là lý do. Nếu con nói khác biệt giới tính, ba nghe có vẻ lột lỗ tai hơn á. Con biết. Nói ra thì hơi buồn cười, nhưng trong đơn ly hôn, lý do họ vẫn khai là bất đồng quan điểm mà ba. Ba thì chưa ly hôn bao giờ, nhưng ba nghe cái điều này có vẻ khó mà chấp nhận được. Ba ơi, bọn con không thể chung sống với nhau nếu như bọn con không thể hòa hợp được ạ. Đó là nguyên nhân để ly hôn. Có lẽ tiền án phí nhà nước thu được còn cao hơn cả tiền thu thuế nữa. Nếu khác biệt về tính cách mà ly hôn thì ba mẹ có thể ly hôn cả trăm lần rồi. Sống phải nhường nhưng mà sống chứ. Biết nhường đến bao giờ nữa hả? Nhường cho đến khi nào không thể nhường được nữa. Rồi sau đó mình phải suy nghĩ lại, tại sao trước đây mình tiến tới hôn nhân. Mình cũng đã tìm hiểu nhau, thấy thích hợp nhau, rồi thương yêu thấm thiết, rồi mới tiến tới chứ. Ba, kết hôn mà vẫn cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, như thế còn bất hạnh gấp nhiều lần ba ạ. Con phải chịu được bạn đời, rồi bạn đời cũng phải chịu được lại con. Như thế là làm khổ nhau, con không thể sống như thế được. Ba, thế hệ của tụi con khác xa với thế hệ của ba mẹ. Nhiều khi ly hôn cũng là để giải thoát cho nhau ba. Vậy có nghĩa là chấm dứt rồi hả? Phim Tình trạng đã ly hôn sản xuất bởi Viettel Media.